đó, có ông nhiếp ảnh gia, ông ngồi ông nằm dưới đường ông quay ông chụp luôn. Từ từ con, có chân xe. Ông nhiếp ảnh gia ông chụp mấy con khỉ, ông chụp ông nằm dài dưới đường ông chụp luôn. Làm cái nghề nhiếp ảnh cũng khổ lắm chú bộ, đâu có sung sướng gì đâu. Quăng mía chúng nó gần kìa. Đúng rồi, nó đau nó phải. Chụp bằng cơ nó đẹp lắm á. Đúng rồi, cái máy đó nét, nó lại lấy nét lắm. Chiều đang 13 ngày nào cũng đang hết hả? Dạ. Anh cũng có ông bà trong đây luôn. Ừ, tối lên đó coi. Rồi quay luôn đây, đó. Con này mới chùm nè. Đây, đó. Quăng xuống cho nó thôi. Zoom lại cho nó sáng lên đó. Con này nó dữ lắm. Wow, sao quá nó hơi mờ. Rồi, chào cái gì, chào đi. Ừ. Rồi. Đi đứng thích từng con này nó bự lắm. Này ghê quá, nó nhảy lên nó cao. Tỷ đi ba. Nhiếp ảnh gia là một cái nghề thuộc về lĩnh vực nghệ thuật. Cho nên là người nhiếp ảnh gia phải có một cái tính hết sức là kiên nhẫn. Muốn chụp được một cái bức ảnh đẹp thì người ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi, khi cái phút giây đó xảy ra là người ta chụp liền. Phải có một cái tính hết sức là nhạy bén, nhanh và trầm tĩnh. Nó tự lộ à, mình khỏi phải lộ. Nó tự động nó lộ à. Mà mình muốn chụp cái gì mới được chứ? Chụp khỉ thì có con khỉ đó chụp thôi, chứ còn cần gì người phụ. Hả? Đúng thế chụp mới đẹp. Đúng thế nó chụp nó mới đẹp. Ừ. Chẳng hạn như bây giờ anh chụp một người mà anh chụp cái sau mông hay đồ dày thì đâu đẹp đâu, đúng không? Anh cũng phải dựa đứng thế làm kiểu hay làm sao? Làm kiểu không phải có được, kiểu. Ví dụ vậy á. Dạ. Hoặc là anh đứng ngay chỗ đây có nắng rồi đẹp, chứ không tự nhiên anh lủi vô ngay hốc đá mà đứng đâu được, thành ra phải có thế. Ừ. Mình vừa cho nó ăn mình vừa chụp cũng được. Có nhiều cái đẹp lắm nhưng mà khi cầm máy lên nó chuyển quá. Nó chạy. cho xe gọn vô em. Phải cho gọn vô. Gọn vô luôn. Vô luôn. Hoặc là nó dính tới chút, xích tới chút. Dính vô mấy cái chân bàn chân đồ đã thì làm sao mà đẹp được. Ừ. Ổi đó là mình ăn hay là mình cho khỉ? À. Ăn là cất đi đừng để đó. Để đó lát nữa khỉ nó ăn giùm mình. À, vậy thì được, phải trông chừng nó mới được. Chụp ảnh thì chụp rất là nhiều ảnh, nhưng mà muốn lấy được, muốn có được một cái ảnh ưng ý thì đúng là cả một vấn đề luôn nha các bạn. Còn cái bịch gì nữa nè em? Bịch đó bịch gì á? Bịch bấm. À. Đồ bánh gần xuống nữa. Chỗ bánh này nó ngọt lắm. Đồ ăn với cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi, video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha.